Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cứ vào tháng 9 hàng năm, theo thông lệ thì các nhà lãnh đạo thế giới lại tập trung tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ để thảo luận về những vấn đề nóng nhất của thế giới. Và kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 năm nay đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận quốc tế khi mà Liên Hợp Quốc đặt ra mục tiêu là xích lại gần hơn với người dân vì hòa bình, bình đẳng và phát triển bền vững. Những mục tiêu này được giải quyết ra sao tại kỳ họp này và sự đối đầu nào vẫn đang tiếp tục leo thang căng thẳng? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách đang có mặt tại trường quay tại lúc này. Đó chính là Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Kho Công an Bộ Công an. Và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Iran và là Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại Ban Đối ngoại Trung ương. Cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi tường hộp sau của chúng tôi về diễn biến tại kỳ họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Kỳ họp cấp cao thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73 diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, tập trung vào 7 chủ đề liên quan tới phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, hòa bình và an ninh, quyền con người, những quan ngại về sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới. Chủ đề đầu tiên và cũng là điểm mới của kỳ họp lần thứ 73 này là các nhà lãnh đạo đặt trọng tâm vào việc trao quyền cho thanh niên. Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên Hợp Quốc chính thức phát động một chiến lược rộng khắp để tăng cường nỗ lực hành động vì thanh niên trên cả ba trụ cột là hòa bình và an ninh, quyền con người và phát triển bền vững. Tại kỳ họp này, một hoạt động chưa từng có tiền lệ là nhóm hợp tác kỹ thuật số đầu tiên được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc triệu tập để đối phó với những hậu quả ngoài mong muốn của công nghệ và tăng cường sự hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, Tổ chức Đối tác Toàn cầu vì Dữ liệu Phát triển Bền vững cùng các đối tác khác sẽ phát động những nỗ lực mới để đấu tranh với vấn nạn đói nghèo và giải quyết những thách thức khác. Một vấn đề khác cũng được Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên quan tâm là hòa bình và phát triển. Tại khóa họp này, cộng đồng thế giới bày tỏ quyết tâm cao độ trong nỗ lực củng cố lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đây là một việc làm cấp bách trong bối cảnh các cuộc xung đột đang đảo ngược sự phát triển của thế giới và gây ra những tổn thất vô cùng lớn, cả về sinh mạng con người cũng như tàn phá nghiêm trọng hạ tầng cơ sở. Hiện Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thiết lập hòa bình và ổn định tại 14 điểm có triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình. Một chủ đề khác được chú ý là tình trạng biến đổi khí hậu, vấn đề đang khiến thế giới gặp khó khăn trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Khí hậu khắc nghiệt và diễn biến thất thường, hạn hán kéo dài, các cơn siêu bão, lũ lụt và cháy rừng đã và đang đe dọa sự phát triển chung của nhân loại. Cũng tại khóa họp, bảo vệ người tị nạn và người di cư cũng là chủ đề nổi bật trong bối cảnh các cuộc xung đột và tình trạng biến đổi khí hậu khiến số người bị mất nhà cửa trên toàn cầu lên tới mức cao nhất trong lịch sử. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, giới quan sát nhận định là kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh hợp tác toàn cầu đang bị đe dọa. Vậy thì ông nhận định như thế nào về những cái bối cảnh năm nay ạ? Tôi cũng rất đồng ý với cả những đánh giá như vậy. Đại hội đồng họp trong cái lúc mà cái xu hướng hợp tác đang bị đe dọa. Và tôi nói hợp tác đây trong cả hai lĩnh vực chính trị, an ninh lẫn lĩnh vực kinh tế. Về chính trị an ninh thì chúng ta thấy cái nổi bật lên là cái hiệp thỏa thuận hạt nhân P5+1 với cả Iran là đã bị Mỹ xé bỏ và Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận, làm cho tình hình Trung Đông sẽ rất là nóng. Về chính trị chúng ta thấy có dịu đi cái quan hệ của Mỹ với cả Triều Tiên và cũng có thể có một hứa hẹn để mà có tiến triển trong vấn đề này. Nhưng mà về cơ bản tình hình chính trị là có những cái điểm nóng. Đấy là về chính trị, về kinh tế chúng ta thấy là tình hình rất là nóng. Khi mà Mỹ và Trung Quốc tiến hành chiến tranh thương mại, chúng ta thấy các biện pháp của Mỹ và Trung Quốc thi nhau là đưa ra các biện pháp để mà trả đũa lẫn nhau về chiến tranh thương mại. Rồi ta thấy là Mỹ lại cũng rút ra khỏi cái thỏa thuận biến đổi khí hậu.
rồi các cái thỏa thuận song phương, các thỏa thuận hợp tác đa phương cũng bị Mỹ đơn phương rút bỏ. Ngay cả ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, dưới thời Obama đã ký được cái thỏa thuận TPP nhưng mà Mỹ cũng đã rút bỏ. Và nhưng mà chúng ta thấy là mặc dù Mỹ rút bỏ thì các nước vẫn tiếp tục với cái nỗ lực để mà hợp tác và ký cái gọi là CPTPP. Thì tôi thấy là đúng là thế giới vào thời điểm này đang có những cái đứng trước những cái đe dọa về hợp tác toàn cầu trong cả lĩnh vực chính trị an ninh lẫn kinh tế. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hùng Thạch. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, với những cái bối cảnh như vậy thì Liên Hợp Quốc năm nay đã lựa chọn một cái mục tiêu, đấy là xích lại gần người dân hơn vì hòa bình, bình đẳng và phát triển bền vững. Và mở đầu cho những cái hoạt động tại kỳ họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là làm một cái hội nghị về hòa bình, cho thấy là Liên Hợp Quốc rất là đề cao cái mục tiêu vì hòa bình. Trong một năm vừa qua, từ kỳ họp thứ 72 cho đến năm nay, thì theo Thủ tướng Lê Văn Cương, Liên Hợp Quốc đã có những cái hành động thiết thực như thế nào để gìn giữ những mục tiêu đó? Cái năm vừa rồi đúng như tiến sĩ Thạch đã nói là một cái năm mà có thể nói thế giới có rất nhiều cái biến động, cả trên lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, cả trên lĩnh vực văn hóa và xã hội nữa. Từ tháng 9 năm 17 đến tháng 9 năm nay, cái nổi bật nhất đấy là cuộc đọ sức giữa hai hệ thống quan điểm, một cái điểm toàn cầu hóa thúc đẩy hợp tác đa phương thông qua để duy trì hòa bình phát triển trên phạm vi toàn cầu, mà thì quan điểm mang đậm màu sắc dân tụy và còn có cả cái chủ nghĩa dân tộc nữa, đây là ưu tiên cái song phương. Trong bối cảnh như vậy, tôi cho rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nói chung và cái cơ quan thường trực Liên Hợp Quốc cũng đã cố gắng hết sức để thúc đẩy cái xu thế qua bình ổn toàn cầu này. Hội đồng Bảo an thường xuyên họp và để tâm vào đưa ra những quyết định tôi cho là kịp thời đối với giải quyết những điểm nóng khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm vừa rồi đã ra rất nhiều nghị quyết, kể cả vấn đề Triều Tiên, cả Syria, cả Iran. Vấn đề thứ hai, tôi cho rằng Hội đồng Bảo an nói riêng và Liên Hợp Quốc cũng là có một cái thái độ rất rõ ràng đối với những điểm nóng khu vực. Cái nút của vấn đề trong năm vừa rồi chính là quan hệ giữa Mỹ và Iran. Chính quyền Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi cái thỏa thuận P5+1. Nhưng mà tổ chức IAEA của Liên Hợp Quốc vẫn kiên trì đến kiểm tra giám sát tại Iran. Và tôi nhớ năm ngoái, năm 17 là lần thứ 10 tổ chức IAEA đã công bố với thế giới rằng đến giờ phút này nước Cộng hòa Iran vẫn thực hiện đầy đủ cam kết trong cái thỏa thuận P5+1. Mà tôi cho cái tổ chức này là của Liên Hợp Quốc bằng mọi cách để giữ lại cái thỏa thuận này, không đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột mới nữa, thì tôi cho cái vai trò Liên Hợp Quốc rất rõ ràng. Ngoài ra các cái tổ chức lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc cũng là có vai trò tích cực trong việc giảm thiểu cái nguy cơ xung đột ở cái điểm nóng ở châu Phi, ở Trung Đông và các nước khác. Ngoài ra cả cái tổ chức của Liên Hợp Quốc như tổ chức về cứu trợ nhân đạo hỗ trợ vẫn tiếp tục hỗ trợ các cái vùng cực kỳ khó khăn, cứu người dân khỏi những cái vùng mà có nguy cơ bị dịch bệnh, bị đói nghèo. Với một tổ chức đa phương lớn nhất như vậy có nhiều khó khăn, nhưng mà Liên Hợp Quốc đã làm tỏ rõ vai trò trách nhiệm của mình theo cái trục, cái phương châm, cái nhiệm vụ của nó là thúc đẩy đoàn kết đa phương, thúc đẩy hợp tác, duy trì hòa bình. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch và Thủ tướng Lê Văn Cương. Thưa quý khán giả và các đồng chí, như các vị khách mời của chúng ta cũng vừa chia sẻ, thì bên cạnh những nội dung, những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đề ra trong các kỳ họp của mình, thì dư luận còn đặc biệt chú ý đến những bài phát biểu, mà đặc biệt là những bài phát biểu liên quan đến những quốc gia có sự đối đầu với nhau, đặc biệt là Hoa Kỳ và Iran. Và trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, thì kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi tổng sau của chúng tôi. Trái ngược với thái độ đầy thiện cảm dành cho Triều Tiên trong bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump thay đổi hoàn toàn thái độ khi nói tới Iran. Người đứng đầu Nhà Trắng cáo buộc Iran đang thúc đẩy và tài trợ cho cuộc nội chiến ở Syria và hy vọng áp lực kinh tế đối với Iran sẽ cản trở những nỗ lực của nước này trong việc thúc đẩy một kế hoạch đẫm máu ở Syria và Yemen. Tổng thống Trump tiếp tục chê bai thỏa thuận hạt nhân 2015 là điều tồi tệ
và kêu gọi cộng đồng quốc tế cô lập Iran cho đến khi nào hành động gây hấn của nước này trong khu vực kết thúc. Ông Trump cho biết ông đang hối thúc các nước đồng minh ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu mỏ của Iran và sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ lên quốc gia này vào tháng 11. Đáp lại những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm vào nước này và gọi đây là hành động của chủ nghĩa khủng bố kinh tế. Đồng thời, ông Rouhani cũng công kích quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh an ninh thế giới đang bị đe dọa khi một số nước có thái độ coi thường và không tôn trọng các giá trị và các thể chế quốc tế. Ông khẳng định việc đi ngược lại chủ nghĩa đa phương không thể hiện sức mạnh mà là triệu chứng của sự hiểu biết yếu kém. Tổng thống Rouhani cho rằng Hoa Kỳ đang theo đuổi kế hoạch đảo chính tại Iran trong lúc vẫn đưa ra đề nghị đàm phán. Ông khẳng định Iran luôn sẵn sàng thương lượng với Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng và quyền lợi chung. Tổng thống Rouhani cũng cho biết ông sẽ mời Washington quay trở lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt các lệnh cấm vận. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, cách đây không lâu thì chương trình Người Quan Sát cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch cũng đã bình luận về việc là Iran đã kiện Hoa Kỳ ra Tòa án Công lý Quốc tế. Cho đến nay, trước thềm của kỳ họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì cái diễn biến của vụ kiện đó đi đến đâu và tình hình giữa hai quốc gia này đang ở mức độ như thế nào? Thực ra hôm đấy cũng là cả ba chúng ta ngồi đây, Thiếu tướng Lê Văn Cương, thì chúng ta đều thống nhất với nhau rằng là cái vụ kiện này mang tính chất biểu trưng. Và nó biểu trưng thì cái pha đầu tiên là cái pha gây cấn, bởi vì nó mang tính biểu tượng. Và sau cái biểu trưng biểu tượng đấy thì mọi thứ nó lại chìm xuống. Và có lẽ là chúng ta phải chờ đến lúc nào nó lại mới có phán quyết, thì lúc đấy mới lại câu chuyện nó mới lại nổi lên. Và bây giờ thì chúng ta chắc còn phải chờ vài tháng, nhiều tháng nữa thì chúng ta mới có thấy được cái phán quyết, nên câu chuyện nó vẫn chìm đi từ đấy đến giờ. Vâng, còn cái quan hệ giữa hai nước trong thời gian vừa qua, từ cái vụ kiện đấy cho đến trước thềm của đại hội lần thứ 73 này là như thế nào? Thì chúng ta thấy là lời đi tiếng lại, gọi là chiến tranh World War, lời nói giữa hai nước thì rất là căng. Nhưng mà cụ thể thì còn các biện pháp thì chúng ta đã biết rồi. Và sắp tới đến ngày đầu tháng 11 thì tôi nghĩ rằng sẽ cái đợt 2 của cái các biện pháp cấm vận chống Iran sẽ được áp dụng để cấm Iran buôn bán dầu lửa, thì cái đấy sẽ là mức độ cao hơn của cấm vận chống Iran. Nhưng mà từ giờ đến lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ Mỹ cũng khó mà thực hiện toàn bộ cái lệnh cấm vận này. Vừa rồi châu Âu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Mogherini và ông Zarif có họp báo và thông báo cho cộng đồng quốc tế biết rằng là châu Âu đã thông qua một cái cơ chế thanh toán để giúp các nước công ty châu Âu buôn bán với Iran, trong đấy có cả năng lượng. Nói như thế có nghĩa là ngay cả trong tháng 11 tới, nếu như Mỹ cấm vận Iran thì vẫn có cái cơ chế để giúp Iran thực hiện cái đấy. Tất nhiên cái cơ chế đấy sẽ thực hiện đến đâu thì chúng ta còn phải theo dõi phân tích nữa. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch cũng vừa nhắc đến việc là từ khi Iran kiện Hoa Kỳ cho đến nay thì hai quốc gia vẫn có những lời qua tiếng lại với nhau. Và tại kỳ họp 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì thực sự là đã nổ ra một trận tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Iran Rouhani và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước hết về phía Hoa Kỳ thì chúng ta có thể thấy là Tổng thống Trump đã hối thúc cộng đồng quốc tế cô lập Iran khỏi chương trình thương mại toàn cầu và quy kết Iran tài trợ khủng bố, đồng thời khẳng định là Iran sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn về kinh tế khi mà vòng trừng phạt thứ hai của Hoa Kỳ nhằm vào năng lượng của Tehran sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Vậy thì Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định như thế nào về những cái phát biểu cũng như là những cái động thái của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Iran? Trong vòng 1.5 năm vừa rồi thì đã nhiều lần Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trên tất cả diễn đàn trong nước và quốc tế, nói rằng Iran nhận được tham nhũng, và tệ hại hơn, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là một nhà nước tài trợ khủng bố, bành trướng ảnh hưởng cả nước khu vực. Rất nhiều lần chính quyền của Tổng thống Trump nói rằng là Iran là can dự vào vấn đề Syria, can dự vào cuộc xung đột ở Iraq, can dự vào Yemen, và gần như họ cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là một nguyên nhân tạo ra cái vòng xoáy bất ổn xung đột Trung Đông trong cả 20 năm vừa rồi. Thì tôi cho những cái đánh giá như vậy có lẽ chưa khách quan. Đến mức độ
các đồng minh của Hoa Kỳ, trụ cột là Anh, Pháp và Đức cũng không đồng tình nhé. Đấy chứ nói về Trung Quốc và Nga nữa. Trung Quốc và Nga hoàn toàn phản đối. Và cái đánh giá này bản thân cũng không phù hợp với cái nhận thức, ý kiến của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Chỉ có điều Tổng Thư ký không nói đúng như Tiến sĩ Thành nói là không nếu đi tranh vấn đề thôi. Chứ thật ra trong cái tuyên bố chỗ này chỗ kia Tổng Thư ký cũng không đồng ý về việc này. Nghĩa là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hiện nay vẫn thiên về cái quan điểm của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là ít Cộng hòa Hồi giáo Iran là tiếp tục thực hiện được và cố gắng phải duy trì nó để tránh một cuộc xung đột lớn hơn Trung Đông xảy ra. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, còn về phía Iran thì chúng ta có thể thấy rằng là Tổng thống Rouhani đã cho rằng Hoa Kỳ đã tiến hành các biện pháp khủng bố kinh tế chống Iran bằng cách tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và đồng thời cáo buộc chính quyền của Hoa Kỳ đang nỗ lực để lật đổ chính quyền của ông. Vậy thì ông nhận định như thế nào về những cái phản ứng trên của Iran? Tôi nghĩ rằng là Tổng thống Rouhani có quyền phát biểu như vậy bởi vì đúng là cái cấm vận của Mỹ là cấm vận một chiều áp đặt lên Iran, trong khi cộng đồng quốc tế đều thừa nhận là Iran thực hiện cái nghĩa vụ của mình đối với cả thỏa thuận. Cuộc chiến này sẽ đi đến đâu thì bởi vì cái lợi ích của Mỹ và của Iran, đặc biệt là dưới cái cách nhìn của chính quyền hiện nay của Mỹ, thì tôi nghĩ là sẽ khó có thể giải quyết được. Và cái mâu thuẫn của hai nước cũng sẽ khó có thể giải quyết trong tương lai gần, nhất là dưới trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta sẽ còn chứng kiến cái quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục căng lên sau cái tháng 11 này, khi mà thực hiện cái gọi là bước 2 của cấm vận chống Iran của Mỹ. Và còn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, phần đầu thì cũng đã nhắc đến những cái phản ứng của EU liên quan đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran. Vậy thì ông có thể phân tích sâu hơn về những cái động thái của họ sau khi nổ ra những cái cuộc tranh cãi gay gắt giữa Iran và Hoa Kỳ tại kỳ họp 73 đấy không? Đúng như chị nhận xét, tức là Iran, các nước châu Âu họ cũng quan sát và họ cũng có cái lợi ích của họ trong vấn đề hạt nhân Iran. Cái hợp tác giữa châu Âu và Iran bây giờ đang bị đe dọa bởi vì Mỹ đưa ra cái cấm vận đơn phương. Cái cấm vận đơn phương của Mỹ sẽ làm cho các công ty của châu Âu không dám làm ăn với cả Iran. Và chính vì thế vừa rồi khi mà bà Mogherini gặp tất cả các ngoại trưởng các nước châu Âu, cộng thêm cả ngoại trưởng Nga và ngoại trưởng Mỹ Trung Quốc, là các nước thành viên của cái thỏa thuận với cả Iran đấy, và đều thống nhất là sẽ thành lập một cái cơ chế để mà giúp các công ty của châu Âu cũng như các công ty quốc tế, công ty nước ngoài khác muốn làm ăn Iran thông qua cơ chế đấy. Vì khi thông qua cơ chế đấy thì sẽ không vi phạm cái lệnh cấm vận của Mỹ, tức là sẽ không sử dụng đồng đô la và sẽ không sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ. Và như vậy tất cả các cái hoạt động giao lưu đấy sẽ nằm ngoài cái hệ thống tài chính hiện nay. Và đấy là cái cách giải quyết vấn đề của các chính trị gia châu Âu. Thế nhưng mà như lúc nãy tôi nói thì đấy là cái phương án của các chính trị gia tạo điều kiện để mà duy trì cái thỏa thuận, tạo điều kiện để mà chứng minh với cả Iran thấy rằng là chúng tôi, châu Âu và cả Trung Quốc, cả Nga đều vẫn cam kết là thực hiện cái thỏa thuận này và không có lý do gì Iran rút ra khỏi cái thỏa thuận đấy cả. Nhưng mà cái đấy vẫn chỉ là cái cam kết chính trị, bởi vì từ cái cam kết chính để mà thực hiện nó thì lại các công ty có đủ cái dũng khí hay là có đủ tự tin hay có đủ ấy để mà thực hiện trong cái hệ thống thanh toán của châu Âu đấy hay không. Bởi vì người ta vẫn e ngại là nếu bằng cách nào đấy Mỹ vẫn tìm ra được cái danh sách các cái công ty mà làm ăn với cả Iran thì họ cũng vẫn có cái lý do để mà cấm vận các cái công ty đấy. Thì chúng ta đang thấy là có những lời giải của chính trị gia cho vấn đề, nhưng mà còn lời giải đấy đi vào thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ còn phải quan sát. Vâng, như vậy rõ ràng là cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Iran và cái thỏa thuận giữa nhóm bên Đông Cộng 1 với Iran nó có một cái sự phức tạp nhất định, đúng không ạ? Nó liên quan đến rất nhiều những cái đối tác của Hoa Kỳ cũng như là cả Liên minh châu EU nữa. Vậy thì theo Thiếu tướng Lê Văn Cương thì sau cái kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với những cái diễn biến gần đây nữa thì trong thời gian tới cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến cái thỏa thuận này sẽ là như thế nào? Có thể nói là cái sau kỳ họp Đại hội đồng cái năm 18 này thì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran tôi cho rằng càng ngày càng căng thẳng, chưa xuất hiện những yếu tố làm cho nó dịu đi được, trừ phi
cái chính quyền Donald Trump có những nhận thức mới, tính toán lại những vấn đề toàn cầu và khu vực. Có thể nói xa thì không nói, nhưng mà cuối năm 18 này, đầu năm 19 này nữa, tôi nghĩ rằng khôn ngoan nhất là tránh một cuộc xung đột với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Quả thật, nếu như tính toán sai lầm chỗ này, Iran là điểm nút của toàn bộ Trung Đông, chứ không phải Syria và Iraq. Iran là trung tâm của cái Hồi giáo dòng Shia. Iran là trung tâm của tất cả những vấn đề của thời đại ngày nay. Cái đấy còn về mặt kinh tế thì có phải không hút 50 cái số này nữa. 40% dầu mỏ và khí hóa lỏng đi thương mại toàn cầu đi qua đây ạ. Mà Iran còn lực lượng quân sự cũng không hề nhỏ. Về mặt quân sự, ba cường quốc ở đây phải nói là mạnh nhất ở đây là chính Thổ Nhĩ Kỳ. Còn quân sự thì Ả Rập Xê Út còn thua xa, mà thẳng mà nói thế. Còn Israel thì khỏi nói. Cho nên khi mà giả sử như mà đụng vào về mặt quân sự Iran thì tôi cho cực kỳ nguy hiểm, sẽ bùng cháy một cái cuộc xung đột mà không thể kiểm soát được. Nhưng sau hội đồng này tôi tin rằng chắc chắn cái quan hệ giữa Mỹ và Iran sẽ càng ngày càng căng thẳng, nhưng mà ít có khả năng sẽ xung đột quân sự. Tiếp lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguy cơ sau tháng 11 này nếu mà được áp dụng, đấy nguy cơ là Trung Đông ở bờ vực của chiến tranh là có thể nhìn thấy. Và chính vì thế nên nếu như mà một cái bước đi nào thiếu gọi là trách nhiệm, có thể đẩy khu vực vào một cuộc vào bờ vực chiến tranh mới. Mong rằng là không có câu chuyện đấy xảy ra và các nước có thể có một cái thỏa thuận giữ thể diện nào đấy để mà Mỹ cũng không thể rút lại cái lời của mình, lời đe dọa của mình. Thế nhưng mà việc thực hiện nó cần phải có một cái biện pháp gì đấy để mà giữ vẫn được thực hiện, để mà giúp Iran, không đẩy Iran vào cái thế là phải dùng đến biện pháp khác, biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích của mình. Và những cái biện pháp tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các quốc gia liên quan cũng như là những cái nỗ lực của Liên Hợp Quốc. Cũng chính là vì cái mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đặt ra đấy là hòa bình, bình đẳng và phát triển bền vững. Cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch và Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa quý khán giả và các đồng chí, liên quan đến kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có bài phát biểu rất quan trọng. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp sau. Chiều ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 có chủ đề để Liên Hợp Quốc gắn bó với tất cả người dân, lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung vì các xã hội hòa bình, công bằng và bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng và nỗ lực không mệt mỏi của Liên Hợp Quốc giúp hơn 70 năm qua, kể từ khi Liên Hợp Quốc ra đời năm 1945, đã không xảy ra chiến tranh thế giới, thực thi những chuẩn mực cốt lõi của quan hệ quốc tế trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Suốt hơn 70 năm qua, Việt Nam đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc, trong đó ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế đa phương và tích cực đóng góp thực hiện các trụ cột hợp tác cơ bản của Liên Hợp Quốc về duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, hợp tác phát triển và bảo đảm quyền con người. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam nhất quán trong việc đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có khu vực Biển Đông, trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS và bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cường quốc, các nước phát triển dùng các hành động thiết thực để thể hiện là những tấm gương đi đầu trong gìn giữ hòa bình và phát triển. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hãy là trung tâm để các quốc gia, dân tộc hợp tác vì hòa bình, công bằng và phát triển bền vững. Thưa Thủ tướng Lê Văn Cương, ông nhận định như thế nào về thông điệp của Việt Nam thông qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ạ? Toàn bộ cái bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại Đại hội đồng nó phản ánh một cái tư tưởng, một cái mong muốn, một cái ý tưởng chung của cái nhân loại ngày nay mà hồi tụ lại Liên Hợp Quốc. Tức là bằng mọi cách phải duy trì hòa bình, hợp tác, đảm bảo an ninh toàn cầu. Việt Nam đề cao, kêu gọi các nước hợp tác. Hơn lúc nào hết, thế giới đang chịu rất nhiều thách thức. Trước thách thức như vậy, chỉ có một con đường duy nhất
là mở rộng thúc đẩy hợp tác đa phương. Chỉ có thông qua hợp tác đa phương thì loài người mới giải quyết những vấn đề trọng đại của họ hiện nay. Tôi cho đấy là cái quan điểm xuyên suốt. Quan điểm này tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Vấn đề hợp tác đa phương trở thành vấn nóng bỏng. Cái điều thứ hai là kêu gọi cộng đồng quốc tế phải đứng trên lập trường của Liên Hợp Quốc phải giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cái điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của 193 quốc gia trên thế giới này. Cái thông điệp thứ ba của Thủ tướng Việt Nam nêu ra trong bài biểu tại hội đồng này chính là cái trách nhiệm của Việt Nam. Nói rõ Việt Nam đã, đang và tiếp tục thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm. Là một quốc gia có trách nhiệm thực sự trong hợp tác cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã làm nhiều việc. Nhưng hai năm gần đây, tháng 11 năm ngoái tổ chức thành công cái APEC ở Đà Nẵng, ở Việt Nam. Và vừa rồi cái diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN 11-13 tháng 9 vừa rồi. Chính Việt Nam mà thực hiện đầy đủ cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc tập hợp lực lượng, hợp tác đa phương. Cái thông điệp của Thủ tướng Việt Nam phát biểu lần này nó được cộng đồng có thể ủng hộ, là vì đúng vào những vấn đề trọng đại, vấn đề nóng bỏng của thế giới mà thái độ chúng ta rất rõ ràng, đỉnh đạt. Có thể nói như vậy. Vâng, cảm ơn Thủ tướng Lê Văn Cương. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, Việt Nam thì đang ứng cử vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2020-2021. Vậy thì với sự tham gia cũng như là đóng góp của Việt Nam tại kỳ họp lần này thì ông đánh giá như thế nào về những cái ý nghĩa của nó đối với những mục tiêu mà chúng ta đề ra? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta ứng cử vào thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm nhiệm kỳ 2020-2021, nó như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã khẳng định và nói, tức là chúng ta thể hiện là chúng ta là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Cái trách nhiệm của chúng ta là chúng ta không chỉ ngồi nghe bỏ phiếu một cách bị động ở tại Đại Hội đồng, mà chúng ta tham gia ở cái cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hợp Quốc, đấy là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thế thì đấy là chứng tỏ cái trách nhiệm của chúng ta đối với cả cộng đồng quốc tế. Tại cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chúng ta thì tất cả các vấn đề quan trọng nhất của thế giới sẽ được thảo luận, từ vấn đề kinh tế đến vấn đề chính trị, từ các mâu thuẫn đến các cái vấn đề hợp tác giữa các quốc gia. Thì đấy là nơi mà chúng ta có thể nói cái tiếng nói của mình vào các vấn đề quan trọng của thế giới. Cái quan trọng nhất là việc tham gia cái này là thể hiện chúng ta là một cái thành viên rất có trách nhiệm với cả cộng đồng quốc tế. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch và Thiếu tướng Lê Văn Cương đã đến với chương trình Ngày Quan Sát ngày hôm nay cùng với những phân tích hết sức sâu sắc của mình. Cảm ơn hai ông một lần nữa. Thưa quý khán giả và các đồng chí, có thể thấy là kỳ họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề hòa bình. Bằng chứng là việc mở màn bằng hội nghị về hòa bình vào sáng ngày 24 tháng 9, kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh đạo chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nelson Mandela. Và các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ thông qua tuyên bố công nhận giai đoạn 2019-2028 sẽ là thập kỷ Nelson Mandela về hòa bình. Hòa bình và phát triển bền vững cũng chính là thông điệp mà Việt Nam muốn khẳng định tại kỳ họp lần này của Liên Hợp Quốc thông qua những hoạt động đóng góp của một quốc gia yêu trụng hòa bình. Hy vọng rằng những điểm nóng, những hồ sơ phức tạp sẽ sớm được hóa giải để hiện thực hóa ước mơ hòa bình của cả thế giới. Phần bình luận trong chương trình quan sát ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Quý khán giả và các đồng chí có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.